Xin chào cả nhà. Hôm nay là buổi cơm chiều của gia đình Hiền. Mọi người có thể thấy là đây như thường lệ là bé Wood, Hiền và anh Chris. Tối nay tụi mình ăn cái món mực xào với lại hành tây với lại đậu que với lại spinach là lá rau dền. Xin mời mọi người ăn chung với gia đình Hiền. Let's dig in. Rồi, xin mời mọi người nha. Xin mời mọi người ly rượu đỏ. Hiền uống một chút rượu. Yep. Vô. Hôm nay mẹ Hiền đeo gì nè, để cho tiện cả nhà lộn xộn ăn cái là bye bye vô mà mệt lắm. Giờ biết ăn cái là cái gì cũng bye bye vô hết trơn cả nhà. Cái này crunchy. Mẹ mới nói cô chú con cái gì bây giờ cũng bye bye vô hết, cái bây giờ cái nhìn mẹ để coi để cho mẹ mẹ phải phải cho ăn phải không? Rồi chai nè, cắn đi. Chili. Có ớt không? Rồi có ớt cũng được rồi. Cho con miếng bông nha. Anh cô để ớt không cho bé ăn được. Nó làm sao ta? Hành tây giòn ngọt. Đậu que cũng giòn. Giòn. So now we're sitting down. If he wants me to release him from this bag, from this joy bag. Nó không chịu rồi đó. Nghe cãi ra được so chưa? So he can be a little troublemaker. Yeah, so he can start to cause trouble. Em bắt Hiền cởi ra để bắt đầu đi kiếm chuyện nè mọi người ơi. Bắt đầu phá đây. Đó. Ví dụ gì con? Ngon cả nhà, đơn giản mà ngon. A little bit more chili would have been good. Pretty mild, isn't it? Yeah. Oh, quên nữa, ở trong đây là có gá lịch sút nữa cả nhà. Ngọng tỏi á. Won't be mild once my chili beans fire up. Huh? So it won't be mild once my chili plants fire up. Put some Apaches in there, maybe a habanero or two. Oh man, it's gonna be chili flavorful, huh? Fire sour. Ngon quá cả nhà. Giòn đúng luôn. Healthy. Tasty. Healthy and tasty. Con chào chú hả? Con xin chào. Xin chào. Con xin chào hả? Hôm nay mệt rồi cô chú à. I'm tired little boy today. Tired rồi. Mệt rồi. Big day. Sáng thì tới luôn mệt rồi. Giọng khó luôn cả nhà. Không biết mọi người thích ăn ngọng tỏi không? Cái ngọng tỏi này nữa là ở Brisbane họ bán một bịch ở một bó nhỏ là 3 đồng thôi cả nhà. Đó, vậy vậy đó. Không xuống không? Không nhớ không? Bùm. Bùm bùm. Bùm bùm. Ôi, chớp mắt với ba kìa. Mẹ thấy gỗ gàng. Chớp mắt. Không biết à. Ở bên này á thì thấy chợ Việt Nam ở Inala với lại ăn nguyên muỗng với lại mấy chợ Tây đều có bán hay họ hàng có bán ngọc tỏi luôn cả nhà. Ngon. All the good bits down at the bottom. Yeah. Sốt đào chứ nó sốt á. Ăn ngon. Good with the beer. Why? Để mẹ ăn chút con. That'll be right, yeah. We're roasted up. We love those straws on there, I think.
Ngon quá. Trời ơi, coi em quất rồi. Cái gì vậy? Chứ quậy. Không biết ngầm tỏi nè, họ trầm sao ha. Thì chưa nghiên cứu cây tỏi hết ta. I don't know how to roll garlic soup. Is this from the garden? Close. Nghe đi xin đồ bó đi. Red con. No. I think it's just a plant. Just a plant. Just like chives or shallots or something. So you mean this is just like a plant? Yeah, it's just a separate thing from the garlic clove. I put him down. I'll give it 10 seconds. 10 seconds. What's wrong? I thought you wanted to go down. Đi theo mẹ phải không? Ngọt. Đi theo mẹ hả? Mẹ không phải đi theo mẹ hết đúng không? Đâu có ai ở đó đâu. Mẹ đi, bye bye. Ôi da, mẹ xin chào thiên thần Chín Chín. Ai vậy? Ai đi kiếm vui vậy? Vụ gì vậy con? Kiếm gì đó? Rồi, chuẩn bị phá đi. Phá hả con? Cái này để phá phải không? Hello. Con nhìn gì vậy? Con nhìn gì đó? Cưng quá. Cưng quá. Ôi trời ơi. Nhảy kéo quần mẹ mới chịu. Hả? Có kéo quần mẹ hả? Mẹ không có quay phim đâu. Mệt quá nhìn hoài. Mẹ đét ôi. Mẹ đét ôi. Mẹ đét ôi. Ơi. Ơi. Ơi dạ. Yeah. Yeah. Yep. À. Cái đó dịch ra là cái gì? Dịch ra cho mẹ nghe luôn đi. Mẹ nghe mẹ không có hiểu. Con dịch ra cho mẹ nghe được không? Ồ. Ôi được không? Dịch ra cho mẹ nghe chút đi mò. Cái này là điệu nhảy gì đây? Trời ơi cái mày. Yeah. Nghe không hiểu, mẹ Hiền không hiểu luôn á. Mẹ Hiền không biết dịch sao giờ nữa. Chà. 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 Con nói chà chà lại đi. Cha cha. Cha cha. Mầm mầm. Mầm má. Ả đi, con ả đi. Ả. Ả. Con ả mẹ đi được không? Con ả mẹ làm sao? Không hả? Không chịu ả hả? Ủa không chịu ả. Ồ, giỏi. Ả phải không? Ồ. Ma. Ôi, nhẽo quá. Tự nhiên cái nhẩm nhẽo lên. Yeah. Tóc con quắn lắm đó con nè. Con quắn đeo rồi kìa. Ôi, tóc vàng mẹ quắn đeo rồi. Có không? Có quắn không? Ôi. Yeah.
Rồi, tạm biệt cô chú nha. Mình tạm biệt. Con tạm biệt cô chú. Hẹn gặp lại cô chú video sau. Tạm biệt. Rồi, tạm biệt. Tạm biệt. Tạm biệt. Con tạm biệt. Tạm biệt. Good boy. Giỏi quá. Cha mày giỏi quá. Giỏi quá. Hey. Hey.